Kính thưa Thầy Thích Mật Hạnh, Viện Chủ Tu Viện Chơn Như, kính thưa các quý tăng, ni và các quý Phật tử, kính thưa các quý vị đại biểu, hôm nay các quý tăng, ni và cư sĩ Phật thị Nguyên Thủy Chơn Như ở khắp mọi miền đất nước lại hội tụ về vùng đất linh thiêng này, ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đón chào ngày đầu tiên của năm mới 2019 an bình, và tổ chức lễ tưởng niệm 6 năm ngày Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc nhập Niết Bàn. Trước giờ bắt đầu buổi lễ, ban tổ chức kính mời Thầy Viện Chủ cùng toàn thể các quý vị đứng dậy đảnh lễ Đức Phật và Đức Trưởng Lão. Xin kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Nam mô Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Kính mời quý vị an tọa. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni Tự Viện Xa Gần, kính thưa các quý vị đại diện cho chính quyền, cơ quan đoàn thể, trung ương và địa phương, kính thưa các quý tăng ni và các quý Phật tử trong và ngoài nước, Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, người Thầy tôn kính của chúng ta lúc tại thế, vẫn thường nhắc nhở từ bi đón nhận Phật tử thuận duyên về nơi đây để được thọ hưởng từ trường an tịnh, được thấy như thật sự tu tập giải thoát mà người đã khổ công dựng lại, nền đạo đức, nhân bản, nhân quả của Đức Phật Thích Ca. Ngày này 6 năm về trước, người nhập Niết Bàn với tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Công ơn của Thầy thật lớn lao, như trời, như biển kể xiết bao. Thầy dựng lại nền chân chánh pháp, mất mấy ngàn năm rất tự hào. Ngày này hàng năm, những người con của người từ khắp mọi miền đất nước và nước ngoài đều quy tụ về đây, nơi mà người đã được sinh ra, lớn lên, tu tập chứng đạt chân lý và nhập Niết Bàn, để cùng nhau tri ân công đức như trời biển của người bằng kết quả tu tập của mình. Cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, tạo duyên cho mọi người về với chánh pháp của Phật. Hàng tứ chúng phải đoàn kết, phải hành trì giới luật, cùng hướng về chánh niệm Phật Pháp theo ước nguyện của người. Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019, những người con của người lại được về nơi đây dâng những nén tâm hương tri ân lên Thầy, truyền tải thông điệp của Đức Phật về hòa bình, từ bi, trí tuệ, tình thương, sự chia sẻ đối với mọi người và tiếp nối triển khai nền đạo đức toàn cầu làm lợi ích cho dân, cho nước, cho nền hòa bình bền vững trên hành tinh này. Đó là nền đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh. Kính thưa quý vị, niềm tin vững chắc vào nền đạo đức nhân bản nhân quả đã giúp cho nhiều Phật tử tuổi đời còn trẻ tinh tấn tu tập đúng chánh pháp Phật, đạt được những thành tích tốt đẹp, là tấm gương sáng về việc đóng góp cho nền giáo dục đạo đức xã hội. Xin trân trọng giới thiệu cư sĩ Nguyễn Trọng Hiệp, đại diện thế hệ trẻ Phật tử Bắc Ninh lên phát biểu tri ân. Xin mời cư sĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Kính thưa Thầy Thích Mật Hạnh, Viện Chủ Tu Viện Chơn Như. Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa quý đại biểu khách quý. Kính thưa toàn thể đại chúng. Ngày hôm nay chúng con có mặt tại đây để tưởng nhớ lần thứ 6 ngày Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc hướng tâm tịnh chỉ hơi thở, xả bỏ thân tứ đại, tự tại ra đi vào cõi Niết Bàn. Lời đầu tiên, cho phép con xin gửi tới quý thầy, quý cô, quý đại biểu khách quý cùng toàn thể đại chúng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành tựu trên mọi lĩnh vực công tác. Con tên là Nguyễn Trọng Hiệp, năm nay 25 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Pháp danh là Thích Minh Đạo, nghề nghiệp là kỹ sư cơ khí. Hôm nay con xin trình bày bài viết của con với chủ đề Kiên trì rèn luyện đạo đức, mãi mãi theo dấu chân người. Kể từ khi được làm đệ tử của Đức Trưởng Lão, chúng con nhận thức rằng cuộc đời chẳng có gì là ta, là của ta, chỉ là một chuỗi ngày dài vô thường, đau khổ. Chỉ có tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự
là cứu cánh giải thoát ra khỏi tai ương, hoạn nạn và đau khổ của kiếp sống làm người, là đạo đức thương mình, thương người mà chúng con cần kiên trì rèn luyện và hướng tới. Thật may mắn cho chúng con và những người đã tìm thấy con đường đạo đức nhân bản nhân quả do Đức Trưởng Lão đã dày công dựng lại và được người hết lòng, hết sức đem kinh nghiệm thực chứng truyền dạy, để tự thân chúng con vươn lên sống thiện, sống làm người có đạo đức với mình, với người khác và mang lại những giá trị thiện lành cho cuộc sống thêm nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Qua tìm hiểu nhiều hệ tư tưởng dẫn dắt con người từ Đông qua Tây, con nhận thấy người phương Tây rất khát khao nhận thức và chinh phục thế giới xung quanh. Chính nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều nhà bác học làm thay đổi cuộc sống về vật chất của con người, có thể kể đến như Newton, Galileo, Darwin. Trong số đó, con ấn tượng nhất với Albert Einstein, một bộ óc vĩ đại của thế kỷ 20, người phát minh ra thuyết tương đối. Ông đã từng khẳng định: đỉnh cao của khoa học hiện đại là bước khởi đầu của Phật giáo. Trong thời đại văn minh, vật chất và thành tựu khoa học công nghệ phát triển như ngày hôm nay, đáng lẽ cuộc sống của con người phải ngày càng hạnh phúc hơn. Nhưng không, những nơi phát triển nhất lại là nơi con người đau khổ nhiều nhất. Để làm rõ hơn, con xin trích dẫn những lời nói cuối cùng của Steve Jobs, người làm ra iPhone chấn động thế giới. Ông nói rằng: tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác, cuộc đời tôi là biểu tượng của thành công. Tuy vậy, phía sau công việc, tôi có rất ít niềm vui. Tài sản của tôi cuối cùng cũng bình hóa với tôi. Trong lúc này, trên giường bệnh, hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi tự cao tự đại về tài sản, nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước tử thần, trước cái chết. Trong bóng tối, khi nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của máy dưỡng khí, tôi cảm nghiệm được hơi thở của tử thần rất cần kề. Bây giờ tôi mới hiểu thấu, nếu một lần bạn đã có tiền đủ cho cuộc đời của mình, bạn hãy theo đuổi một mục đích khác, không liên quan đến tiền bạc, nên tìm một điều gì quan trọng hơn, ví dụ lịch sử tình yêu nhân loại, ước mơ trẻ thơ. Đừng ảo tưởng về tiền tài danh vọng như tôi đã làm trong suốt cuộc đời, nhưng không thể đem theo tôi được. Đừng làm nô lệ cho vật chất giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi. Khi nghiên cứu kinh sách và bước những bước chân đầu tiên theo dấu chân Đức Trưởng Lão, con thấy nhận định của nhà bác học và của nhà tỷ phú rất chính xác. Bởi Đức Trưởng Lão đã dạy, Phật giáo không phải là tư tưởng triết học, mà đó là chân lý của loài người, với nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ chúng sinh. Nhưng nếu chỉ có đạo đức nhân bản nhân quả, thì cuộc sống về vật chất của con người không được phát triển, và bởi vậy mà lạc hậu. Nếu chỉ có khoa học công nghệ, con người bị cuốn hút vào vật chất, tham đắm của cải, thường gây đau khổ cho nhau. Chính vì vậy, đạo đức nhân bản nhân quả và khoa học công nghệ phải được trang bị đầy đủ cho con người, thì cuộc sống sẽ hạnh phúc, thế giới sẽ hòa bình, chiến tranh chấm dứt. Vì là chân lý, nên Đức Trưởng Lão dạy phải sử dụng hài hòa cả hai yếu tố, đạo đức và khoa học công nghệ, thì mới quân bình trật tự trên hành tinh này. Nhờ có đạo đức mới đem lại sự bình an, yên vui cho mình, cho người và cho mọi vật. Nhờ có khoa học công nghệ đem lại những phương tiện hữu ích, phục vụ cho cuộc sống con người. Chúng con là thế hệ trẻ, vừa là hiện tại, vừa là tương lai của đất nước Việt Nam, sẽ tư duy và hành động để kế tục xứng đáng, tránh đi vào lối mòn đau khổ như nhà bác học và nhà tỷ phú. Cả cuộc đời chạy theo ảo tưởng danh vọng, vật chất thế gian, khi sắp chết mới bừng tỉnh, không thể mang theo chúng được, chỉ mang theo hai bàn tay trắng đi vào lòng đất và những nghiệp ác tái sinh trầm luân đau khổ trong sáu lẻo luân hồi. Lúc ấy mới thấy giá trị sâu sắc của việc tu tập, sống thiện, sống làm người có đạo đức là của báu nhất trên thế gian và là của để dành cho tương lai. Hôm nay được mang trên mình chiếc áo người cư sĩ, là người học trò bé nhỏ của Đức Phật, Đức Trưởng Lão, chúng con nguyện kiên trì con đường đạo đức giải thoát, thường xuyên trau dồi đức hiếu sinh đa hướng,
nỗ lực triển khai chi kiến giới luật đức hạnh nhân bản nhân quả, hàng ngày sống không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh, bằng đức hiếu sinh đa hướng, bất cứ ác pháp nào đến đều đem lòng yêu thương và tha thứ, thân hành, khẩu hành, ý hành để hóa giải. Có như vậy mới thiết thực thương mình đúng cách và trao lòng yêu thương chân thật giải thoát đến mọi người. Ý thức được trách nhiệm và bổn phận của người cư sĩ là sống có đạo đức, sống đúng năm giới đức làm người, hành trong 10 điều lành, sống với đức cần lao buông xả, siêng năng làm việc, cùng chia sẻ lặng nhọc với mọi người. Mỗi phút, mỗi giây luôn chia sẻ đỡ đần công việc giữa ông, bà, cha, mẹ, anh chị em đùm bọc lẫn nhau, giúp nhau trong học tập cũng như trong nghề nghiệp, cùng đồng chí hướng đạo đức giải thoát, sách tấn tu tập, vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống nhờ chi kiến giải thoát đức hiếu sinh. Bằng hành động thương mình, thương người, hành động cung kính, êm ái, nhẹ nhàng, ngôn ngữ ôn tồn, nhã nhặn, ái ngữ, êm dịu, chúng con hướng tới cuộc sống giản dị, không chạy theo dục lạc thế gian, với phương châm làm việc trong đạo đức cần lao hiếu sinh, lợi mình, lợi người. Trao dồi đức hạnh từ bi hỷ xả, để lòng yêu thương chân thật luôn có mặt và ngự trị trong tâm hồn chúng con, và biến thành những hành động sống có đạo đức, không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh, biến cuộc sống trên thế gian này thành thiên đàng cực lạc cho thế hệ trẻ chúng con. Đó là điều con ước nguyện và cũng là lời tri ân thiết thực nhất tới Đức Phật, Đức Trường Lão tôn kính. Con xin kính chúc toàn thể quý vị luôn mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc. Con xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Trường Lão Thích Thông Lạc Các Đại Chứng Minh.